Sáng nay ngày 25 tháng 6, gần 900.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 với môn Ngữ văn tại 1.980 điểm thi trên cả nước. Từ 6 giờ tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có rất đông các thí sinh, phụ huynh học sinh, lực lượng tiếp sức mùa thi và các thầy cô cán bộ làm nhiệm vụ. Ngoài lực lượng tiếp sức mùa thi giúp đỡ các thí sinh, tại một số địa điểm thi còn có các giáo viên đứng điểm danh thí sinh của trường mình để kịp thời gọi điện nhắc nhở nếu thí sinh đi thi muộn. Theo ghi nhận, đa số các em thí sinh đều đi thi với tâm lý khá thoải mái, vui tươi. Tin từ Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, thành phố có 71.000 thí sinh dự thi tại 111 điểm thi là các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong buổi sáng, thí sinh sẽ thi môn ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút.